Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 5 nguyên tắc để có một tình yêu chung thủy mà người khác không dễ dàng để xen được vào cuộc sống tình yêu của các bạn. Các bạn thân mến, bây giờ cái tình hình mà tiểu tam rồi ngoại tình nó là cái vấn đề rất là phổ biến trong tình yêu rồi. Và một trong những nỗi sợ lớn nhất của các bạn khi yêu đấy chính là sợ nhất là người ta phản bội, đúng không? Vậy làm sao để mình sẽ bảo vệ được cái tình yêu của mình khỏi những cái vấn đề nó rất là tệ đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái cách mà chúng ta nhất định phải biết nhá. Cái điều đầu tiên là các bạn đừng bao giờ cãi nhau quá lâu, hãy xử lý vấn đề. Có một cái tâm lý rất là tai hại trong tình yêu đấy là gì? Các bạn cứ im lặng mãi. Im lặng ban đầu thì được nhá, nhưng mà cứ im lặng mãi để người kia phải cần mình cơ, chứ mình không cần người ta. Đó, mà mình thích mình cũng không làm lành. Thì dẫn đến là các bạn có biết điều gì không? Tất cả những mối quan hệ ngoại tình ấy, nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi mà cái người đối phương của các bạn ấy đang buồn, hoặc là các bạn đang buồn, các bạn chán, người kia không làm lành với mình. Thì bắt đầu là một trong hai bên sẽ đi nói chuyện với người lạ, nói chuyện với người khác giới khác, hoặc là nói chuyện với người yêu cũ của họ. Các bạn phải hiểu một cái tâm lý là khi người ta cãi nhau với người yêu, hoặc là cãi nhau với vợ với chồng của mình, tâm lý của họ đang ở cái trạng thái rất là thấp. Họ muốn bấu víu vào một cái nơi nào đó để có thể chia sẻ được những tâm sự của mình. Bạn đang là đối thủ của người ta trong cái cuộc cãi vã này thì người ta không thể tìm bạn để mà chút cái bầu tâm sự được, bởi vì bạn có hiểu đâu, đúng không? Thì bắt đầu là người ta có thể tìm một người lạ nào đó để tâm sự này, có thể là đồng nghiệp này, có thể là người yêu cũ này, có thể là một người xa lạ nào đó. Thì đấy là những cái tình huống mà người ta không biết cách gìn giữ bản thân, dẫn đến là rất dễ bị sa ngã. Mà mình không có những cái kỹ năng mà mình nhận biết những cái nguy cơ này thì rất dễ. Cho nên các bạn đừng có giận nhau quá là lâu nhá. Mình phải tìm cách để xử lý vấn đề. Vấn đề ở đây mình muốn xử lý như thế nào, mình nói chuyện với họ để xử lý, rồi mình bàn luận với họ. Ví dụ các bạn luôn luôn là người làm lành thì các bạn cảm thấy rằng mình rất là khó chịu, hoặc là mình cảm thấy không được hạnh phúc, đúng không? Thì mình chia sẻ với họ, đúng không? Bây giờ các bạn làm lành cũng được, nhưng lần tới thì hãy nói với họ rằng họ nên làm lành. Nói chung trong cái quá trình yêu nhau là có quá trình các bạn xử lý những vấn đề, chỉ cho họ cách làm cho các bạn hạnh phúc, chứ đừng có để cho cái sự tức giận hoặc là cái tôi quá cao nhá. Cái tôi được có nhưng không được quá cao để rồi giết chết tình yêu của các bạn. Đừng có giận nhau quá là lâu. Cái điều số 2 mà các bạn cần biết để gìn giữ một cái cuộc tình và một cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy, đấy chính là các bạn phải chỉ cho nhau cách cải thiện sau khi các bạn làm lành. Đó, ở cái điều trước mà mình chia sẻ với các bạn thì phải biết cách làm lành rồi, đúng không? Nghĩa là mình không có để giận nhau quá là lâu. Nhưng khi mình hết giận rồi thì mình phải chỉ cho người ta cái cách để cải thiện. Vừa lần tới thì gặp những vấn đề như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không? Lần tới nếu gặp những vấn đề như thế này thì em hy vọng rằng anh sẽ chủ động làm lành với em, nói với em rằng em quan trọng với anh như thế nào, nói với anh rằng anh hiểu em như thế nào. Hoặc là con trai nói ngược lại, nếu như các bạn quá là nhiều lần các bạn phải làm lành rồi, đúng không? Thì đấy là cái văn hóa ứng xử. Sau khi hết giận với nhau thì chúng ta phải đưa ra những cái quy tắc để cải thiện sau khi mà các bạn làm lành nhé. Sau làm lành phải cho nhau biết rằng cải thiện như thế nào. Sau mâu thuẫn mà các bạn cảm thấy rằng mình thoải mái hơn, đấy là khi các bạn thành công trong mối quan hệ đấy. Còn sau mâu thuẫn mà các bạn không giải quyết được, xong bạn hậm hực mãi, thì nó sẽ là quả bom nổ chậm, rồi một ngày tình yêu của bạn sẽ nổ. Cái điều số 3 khiến các bạn có một người yêu chung thủy đó chính là các bạn cho họ cái niềm tin rằng họ là một người rất là tử tế, rất là tốt đẹp. Đó. Hoặc là đôi khi như này nhá, các bạn có thể gọi điện nói chuyện với anh em của mình hoặc chị em của mình, rồi nói là người yêu của mình, của bạn ấy, hoặc là vợ là chồng của bạn ấy, là một người có nguyên tắc rất rõ ràng về chuyện chung thủy. Anh ấy lúc nào cũng yêu các bạn nhất, chiều các bạn nhất, hoặc là cô ấy lúc nào cũng biết trân trọng các bạn nhất. Ví dụ thế, nghĩa là các bạn nói tốt về họ trước mặt những người xung quanh thì họ, khi họ ví dụ ở ngoài họ nghe được, họ sẽ thấy là người ấy của mình tin tưởng vào sự tốt đẹp của mình, rồi họ sẽ phải phấn đấu để họ xứng đáng với cái câu nói đấy của bạn. Các bạn ạ, rất nhiều người có chia sẻ với mình là như thế. Sau khi vô tình mà mình nghe được cuộc điện thoại của vợ hoặc chồng mình ấy nói với người thân của người ta là người ta khen hay là người ấy của tôi tốt như này, tốt như thế kia, nhưng họ nghe được thì họ sẽ phấn đấu để xứng đáng với cái điều bạn nói đó. Chứ ngồi đấy mà yêu cầu họ làm ấy, thì họ càng đi làm ngược lại, đúng không? Cứ ngồi đấy mà nói rằng anh là đồ tồi, anh không biết làm cái này, anh không biết làm cái kia
Tại sao anh lại đối xử với như thế đối với tôi thì các bạn sẽ không có được thứ các bạn muốn đâu nhá. Cái điều số 4 là các bạn sẽ phải có những kỹ năng làm lành nhá. Có những kỹ năng làm lành dễ thương, đáng yêu. Để có thêm những cái kỹ năng làm lành ấy, thì các bạn hãy xem thêm cái video của mình có tên là cách làm lành dễ thương. Nói chung cả con trai và con gái mình đều làm cho các bạn những cái video để làm lành rồi đó. Nên các bạn hãy xem cái video đấy, nhất định phải có một cái kỹ năng làm lành. Còn nếu không có kỹ năng này ạ, thì sớm muộn gì tình yêu cũng kết thúc. Mình nói thật với các bạn là như thế. Vì chẳng có tình yêu nào là không có vấn đề. Chẳng có cuộc hôn nhân nào là không có vấn đề hết. Chắc chắn sẽ có vấn đề, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Vấn đề là bạn biết làm lành hay không. Biết làm lành đúng cách, tình yêu sẽ ngọt ngào hơn, ấm áp hơn các bạn nhá. Và cái điều số 5, đừng kiểm soát đối phương mà đưa cho họ cái nguyên tắc về sự chung thủy. Hãy nói với họ quan điểm của bạn về sự chung thủy. Và nếu như một trong hai bên là say nắng hoặc là có một người khác thì nói chung là văn minh để kết thúc một quan hệ, chứ không đằng sau lưng lừa dối người khác. Đấy, nguyên tắc của chúng ta là như thế. Rồi để cho họ tự chịu trách nhiệm với những điều họ làm đi. Đừng kiểm soát. Nhiều bạn có nói rằng không kiểm soát thì để nó đi với trai, đi với gái à? Ví dụ thế. Nhưng các bạn ơi, các bạn kiểm soát mà người ta không đi với trai, không đi với gái á, thế thì các bạn quá nhầm rồi. Càng kiểm soát người ta đã thích ấy, người ta đi lúc nào các bạn chẳng biết được. Người ta đã muốn lừa rồi các bạn, người ta sẽ có cách. Cho nên thay vì cứ hoài nghi và nghi ngờ để giết chết cái tình yêu đấy, thì hãy cho họ cái niềm tin rằng bạn tin vào sự chung thủy của họ. Còn họ ứng xử như nào để xứng đáng với niềm tin của bạn thì ứng xử, còn không thì mất các bạn. Vậy thôi, chẳng ngồi đấy đi mà kiểm soát người khác để làm cái gì cả. Và có rất là nhiều các mối tình kết thúc vì sự kiểm soát rồi đấy các bạn. Đôi khi không phải là không còn yêu, và đôi khi chính cái sự kiểm soát của các bạn đã đẩy cái người đối phương vào tay một người khác. Ở bên bạn ngột ngạt khó chịu, đúng không? Bạn không tôn trọng người ta và không cho người ta cái sự thoải mái, thì người ta sẽ tìm một sự thoải mái ở một nơi khác. Còn mình thì mình nghĩ rằng chẳng bao giờ phải kiểm soát cả. Người ta có thân, người ta không kiểm soát, các bạn phải kiểm soát người ta, đúng không? Người ta kiểm soát để chung thủy, người ta còn có bạn, không thì mất bạn. Dù là đang yêu nhau hay đã kết hôn rồi, người ta chỉ có thể gìn giữ khi bản thân người ta muốn gìn giữ thôi. Chứ bản thân người ta không muốn gìn giữ mà bạn ép hoặc bạn kiểm soát thì bạn sẽ không bao giờ có một người chung thủy hết, đúng không các bạn nhá. Cho nên là mình phải tỉnh táo, và đó là những cái cách để mình sẽ có một người chung thủy, có một tình yêu tuyệt vời. Và các bạn đừng quên là mình có một khóa học có tên là trở thành người không thể thay thế nhá. Mình khuyến khích các bạn là đây là một khóa học các bạn nhất định phải tham gia trong đời để làm chủ cuộc chơi tình yêu của mình, để làm chủ chứ không phải ngồi đấy bị động, để các bạn sẽ tự tin hơn, chinh phục hành trình tình yêu, và nó sẽ không hề khó khăn phức tạp như các bạn từng nghĩ đâu, một khi các bạn biết được những cái bí quyết này. Để tham gia thì các bạn đừng quên là vào trang toanhnguyenhạnhphuc.vn nhá, sau đó tìm cái khóa học này và đăng ký luôn. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là có hai cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toanhnguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhé. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video, hoặc các bạn lên Facebook các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có hai hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi, thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng, là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để dựng cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toanhnguyenhạnhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có
sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trang mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái chủ đề, đấy chính là nếu như ở trong tình yêu mà các bạn để mình luôn phải thèm khát cái thứ này ấy, thì tức là lúc đó mình thất bại trong mối quan hệ đấy rồi. Biết là như vậy để làm gì? Để chúng ta sẽ điều chỉnh lại bản thân, để chúng ta đi từ cái thế là đang thất bại trở thành chiến thắng. Chiến thắng ở đây không có nghĩa là phân định thắng thua với ai, mà ở đây sẽ là các bạn có được hạnh phúc, có được sự cuốn hút và có được cái tình yêu đích thực mà các bạn vẫn thầm mong muốn. Nếu ở trong tình yêu, các bạn lúc nào cũng phải thèm khát yêu thương á, thèm khát cái sự quan tâm của đối phương mà không có, thì đó là khi mình thất bại. Và khi các bạn đang để mình ở trong cái trạng thái là luôn thèm khát yêu thương để mà phải đòi hỏi yêu thương từ đối phương mà đối phương không đáp ứng cho mình ấy, nó xuất phát từ hai yếu tố. Một là mình đã không biết nâng niu, trân trọng và làm cho bản thân mình hạnh phúc. Hai là từ phía đối phương, mình đã không thể cuốn hút đối phương để đối phương có thể tự nguyện yêu thương mình. Hoặc cũng có thể là một cái tình huống khác là người ta không đủ yêu thương với bạn, mà đó không phải là người đúng đắn dành cho bạn, không phải người xứng đáng dành cho bạn, nhưng mà các bạn cứ yêu thương người ta. Đó, thì đó là vấn đề. Cho nên khi để mình rơi vào cái trạng thái mà lúc nào cũng phải thèm khát yêu thương từ đối phương, thì đấy là lúc các bạn phải ấn nút đỏ cảnh báo chính bản thân mình, đã đến lúc mình tốt lại cái mối quan hệ này rồi, đã đến lúc mình xem lại cái mối quan hệ này rồi, rằng tại sao mình cứ phải ngồi đấy mình thèm khát yêu thương từ người ta. Vì trong tình yêu, một tình yêu đích thực và một tình yêu hạnh phúc, một tình yêu lành mạnh nhá, là ở đó chúng ta biết tự tìm niềm vui cho chính mình và dành tình cảm của mình cho một người xứng đáng. Khi các bạn ở trong một mối quan hệ lành mạnh, tức là ở đó các bạn không bao giờ phải tuyệt vọng bởi không có được yêu thương, hoặc là do mình đã kém cuốn hút để đòi hỏi đối phương dẫn đến người ta không thèm quan tâm mình, hoặc là vì người ta không đủ yêu thương mình dẫn đến mình đưa mình rơi vào cái tình huống đấy. Và chúng ta ở đây là tìm phương án để cải thiện điều này. Các bạn thân mến, các bạn luôn luôn có giá trị của mình, và mình muốn các bạn hãy phải hiểu rằng các bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, bao gồm trong tình yêu các bạn xứng đáng có được sự yêu thương, quan tâm của đối phương. Vậy thì làm gì khi mà mình rất là thèm khát cái sự quan tâm yêu thương của người ta mà người ta không trao cho mình? Ồ, có thể ngày xưa họ từng trao cho mình đấy, nhưng bây giờ mình cảm thấy ô, cái mối quan hệ này càng nhạt đi, càng chán đi, người ta chẳng còn quan tâm mình như thế nữa, người ta còn chẳng còn nâng niu mình như thế nữa. Vậy thì mình làm như thế nào, đúng không? Đó là lúc chúng ta phải nhìn lại cái mối quan hệ này để biết xem là cái vấn đề nó đến từ đâu, nó vấn đề nó đến từ mình hay vấn đề nó đến từ đối phương, đúng không? Đó có phải là một người tốt không? Đó có phải một người tử tế không? Đó có phải là một người chân thành không? Nếu đó là người tốt, người tử tế, người chân thành, người biết yêu thương, nhưng mà người ta lại không yêu thương mình, thì lúc đấy mình xem xét là liệu có phải là mình đã sai không? Liệu có phải là do mình đã đòi hỏi yêu thương quá là nhiều không? Có phải là mình đã làm cho người ta quá là mệt mỏi không? Có phải là do ứng xử chưa cuốn hút của mình nên người ta chán mà người ta không muốn yêu thương mình nữa không? Đôi khi vấn đề nó không nằm ở cái việc các bạn đẹp hay không đẹp nhá, hay là các bạn tài giỏi hay không tài giỏi nhá. Đôi khi đẹp và tài giỏi mà vẫn phải chịu sự bất hạnh là yêu một người mà không được người đó quan tâm, chăm sóc mình và luôn luôn ở trong cái trạng thái là thèm được yêu thương. Để mình phải thèm khát thứ đó, để mình phải thèm khát yêu thương, là mình đã sai với chính mình rồi các bạn ạ. Bởi các bạn đã ngược đãi chính mình. Tại sao phải thế, đúng không? Các bạn hạ thấp bản thân mình đến vậy à? Coi thường mình đến vậy à? Mà mình thèm người ta lắm mà người ta không đối đãi tử tế với mình, đúng không? Cho nên lúc đó phải xem lại bản thân mình, phải tốt lại cái giá trị của mình. Các bạn phải biết là mình xứng đáng với một người yêu thương mình, muốn tự nguyện chăm sóc cho mình, quan tâm mình và không bỏ rơi các bạn ở đó. Đặc biệt khi đó lại là cái người yêu của các bạn hoặc người chồng, người vợ của các bạn, đúng không nào? Lúc đó việc của các bạn không phải là chạy theo đối phương để xin xỏ yêu thương,
hay là để khóc lóc ỉ ôi, để đòi hỏi là anh phải thế này chứ, anh phải thế kia chứ. Không. Đó là lúc các bạn nhìn lại xem anh ấy có phải là một người xứng đáng không. Nếu anh ấy không phải là một người xứng đáng, một người đã được mình góp ý rất là nhiều lần rồi nhưng lại không biết cách làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc, cứ kiên trì với cái sự vô tâm của anh ta và không quan tâm đến cảm xúc của mình, thì lúc đó là lúc mình nên lùi lại. Nên lùi lại để cho họ biết rằng cái viên ngọc ấy là bạn ấy đang dần dần rời xa cái tầm tay của người đó rồi. Họ đang tuột dần cái viên ngọc đáng giá và quý giá trong cuộc đời của họ rồi. Họ đang dần mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc sống của bạn rồi. Nhá, hãy nhớ cho mình này, để được là một cái người đặc biệt trong cuộc sống của bạn, đấy là một cái đặc quyền. Mà cái đặc quyền đấy phải được người ta nỗ lực cố gắng để gìn giữ. Còn nếu người ta không nỗ lực, không cố gắng, vô tâm đến mức bạn không thể chịu đựng nổi ấy, thì đó là lúc bạn để cho người ta bước ra khỏi cái vị trí đặc quyền đấy. Đó là lúc các bạn sẽ tập trung vào cuộc sống của mình, tìm niềm vui cho chính mình. Người ta không làm bạn vui à? Mình làm mình vui, đúng không? Không phải là người ta cho mình vui thì mình mới vui, hay người ta không cho mình vui thì mình phải đau đớn khổ sở. Không, cuộc đời của mình không còn bất kỳ niềm vui nào khác. Nhớ cho mình, đàn ông hay phụ nữ, họ chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn thôi. Họ không bao giờ là tất cả trong cuộc sống của bạn cả. Và cuộc đời của bạn còn rất nhiều những cái niềm vui, những cái niềm đam mê và những cái điều ý nghĩa khác. Bạn phải biến cuộc sống của mình trở thành một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu mình không giúp ích cho những người thân xung quanh mình thì mình giúp ích cho những người khác. Nói chung, sự tồn tại của bạn, sự xuất hiện của bạn trong cuộc sống của bất kỳ ai đó, đó là cái niềm vinh dự trong cuộc sống của họ. Đấy là cái điều ý nghĩa trong cuộc sống của người khác. Nên là hãy theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa mà các bạn mong muốn. Với rất nhiều người, cuộc sống ý nghĩa với họ là có thể giúp đỡ được những người xung quanh mà họ yêu thương, đúng không? Trước hết là những người trong gia đình của họ, sau đó là những người thậm chí là xa lạ, đúng không? Có rất nhiều người tìm niềm vui trong cái việc là mình đi làm từ thiện này, đúng không? Hoặc là tìm niềm vui trong việc ngồi thiền và tìm lại giá trị của chính mình này, đúng không? Tìm về con người từ sâu bên trong, là tìm về bên trong cơ thể mình để thấu hiểu bản thân mình hơn này. Đó, đấy là cái cách các bạn tìm về chính mình và tìm về với cái giá trị đích thực của mình, sống cái cuộc sống mà các bạn mong muốn, chứ không phải là cái gì cũng là đối phương, lúc nào cũng phải là đối phương. Họ chiếm lĩnh cả cuộc đời của mình, không có họ thì mình không làm được cái gì hết. Không các bạn ơi, các bạn sinh ra sứ mệnh của các bạn lớn lắm, chứ không phải là để xoay quanh một cái người đàn ông hay một người phụ nữ nhá. Còn khi các bạn có cái lối đi của mình ấy, đó, các bạn tìm được cái niềm vui cho chính mình rồi, tìm được cái điều ý nghĩa cho chính mình rồi, thì cuộc sống của bạn không phụ thuộc vào đối phương nữa. Không phụ thuộc vào đối phương nữa thì họ sẽ không chi phối được cảm xúc của bạn nữa. Và bạn cảm thấy họ xứng thì bạn trao yêu thương cho họ, đúng không? Họ không xứng thì bạn dừng lại cái sự yêu thương của mình dành cho họ. Nói chung, dù thế nào bạn vẫn luôn bước đi trên con đường hạnh phúc của mình, cái con đường ý nghĩa của mình. Đồng hành cùng bạn có thể là người này, cũng có thể là người khác. Hãy mở lòng ra, thoải mái đi, để biết rằng có những người đồng hành cùng bạn một đoạn và rồi nhận ra rằng họ không phải là một người phù hợp để gắn bó với bạn lâu dài. Nhưng có những người đi với bạn một đoạn rồi lại nhận ra rằng đi với bạn lâu dài chính là một con đường đúng đắn. Vậy thì chúng ta hãy cứ thử xem để biết là họ có xứng đáng, họ có phù hợp để đi với mình đến cuối con đường của hạnh phúc hay không. Chứ không phải miễn cưỡng. Họ đã không đúng là cái người mà có thể gắn bó cùng mình rồi, nhưng cứ ép bản thân cho bằng được là phải là người ta, dẫn đến tự các bạn biến mình trở thành những người đau khổ các bạn ạ. Nhá, cho nên là đừng bao giờ để bản thân phải ở trong cái trạng thái là thèm khát một cái yêu thương từ phía đối phương. Hãy để người khác phải thèm khát bạn nhá. Tập trung vào cuộc sống của mình, sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ, tìm niềm vui ở những cái thứ khác ngoài đàn ông và phụ nữ. Lùi lại nếu như cảm thấy rằng họ không xứng đáng và để họ phải chiến đấu cho cái đặc quyền đó là được ở cạnh bạn nhá. Thì đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình nghĩ rằng trong tình yêu các bạn không thể thiếu hai cái khóa học này. Một là khóa học trở thành người không thể thay thế trong cuộc sống của đối phương, để các bạn học cách không phụ thuộc vào người ta nữa, để người ta phải phụ thuộc vào các bạn, vào yêu thương của các bạn, để mỗi lần vắng không có phải nhớ, phải thương, phải đau đớn vì các bạn mà không rời các bạn ra được. Và cái khóa học số 2 đó là khóa học
lộ trình khiến người ấy hết lạnh nhạt vô tâm. Đó là cái khóa học để các bạn có thể mở ra và xem mỗi lần mà các bạn thấy rằng tình cảm của mình nó không được như xưa nữa, không được trân trọng nữa. Và đấy là lúc các bạn biết rằng lúc đó mình phải lấy lại cái vị thế của mình để người khác trân trọng, chiến đấu để có lại các bạn. Đôi khi những biến cố trong tình yêu nó hay lắm các bạn ạ. Với một người có những cái tư duy đúng đắn thì những cái biến cố lại là có lợi. Để các bạn, thứ nhất các bạn sàng lọc của cái người đúng đắn trong cuộc đời của các bạn. Cái thứ hai, nếu như các bạn ứng xử đúng trong những cái biến cố đấy thì sau đó các bạn có hạnh phúc viên mãn hơn. Và sau mỗi lần biến cố mà các bạn ứng xử đúng, các bạn quay đầu lại, các bạn sẽ cảm ơn cái biến cố đấy. Bởi vì vì có điều đấy mới có bạn hạnh phúc của ngày hôm nay các bạn ạ. Nhá, cho nên là đó là những cái khóa học nó sẽ khiến cho hành trình yêu thương của các bạn nó trở nên gọi là dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, và mình sẽ không phải đi đường vòng nữa. Để tham gia khóa học này thì đừng quên là lên Google gõ toanNguyễnHạnhPhúc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học này, đăng ký ngay vào luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua lại nhắn tin cho mình nhé. Nếu các bạn cũng có những câu chuyện và muốn được tư vấn miễn phí trên video như thế này thì các bạn hãy lên Google gõ toanNguyễnHạnhPhúc.vn sẽ ra cái trang của mình. Các bạn vào phần Messenger và để lại câu chuyện của các bạn ở đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị ơi, em với anh ấy yêu xa, quen nhau được 2 năm hơn rồi. Anh ấy rất tốt, luôn quan tâm, cho em cảm giác an toàn. Em được anh ấy yêu thương rất nhiều. Càng lúc em càng dễ khó chịu hay lấn át, không quan tâm anh ý. Gần đây anh ấy có đề nghị chia tay vì áp lực và mệt mỏi trong mối quan hệ. Anh ấy đã từng có dấu hiệu cho em biết là anh ấy cần được sự quan tâm, nhưng em lại chẳng nhận ra. Em xin lỗi và níu kéo anh ấy. Anh ấy bảo em vậy là đang lụy, kêu em đừng nói gì nữa. Anh ấy không muốn mối quan hệ này trở nên độc hại. Anh ấy cảm ơn em vì em đã trao cho anh ấy khoảng thời gian rất hạnh phúc, còn bảo chúng em có thể là bạn. Em có chuyện gì đều có thể nói cho anh ấy. Anh ấy còn bảo em vẫn sẽ có được sự ưu tiên nhất trong những người bạn của anh. Em thể hiện ra em đau đớn thì anh lại có cử chỉ an ủi em. Sau đó em hay kiếm cớ nhắn cho anh thì anh ấy có vẻ lạnh nhạt. Anh ấy bảo không mong muốn trao cho em hy vọng, nhưng anh ấy lại nhắn chúc em ngủ ngon rồi cổ vũ em. Anh ấy bảo hãy sống cho tốt, yêu thương bản thân và làm cho anh ấy hối hận đi. Anh ấy còn hẹn khi nào tới chỗ em, chúng em sẽ đi chơi một ngày. Còn hẹn coi bộ phim mà khi quen nhau tụi em chưa kịp coi. Hôm nay em không nhắn tin cho anh ấy thì tự nhiên tối đó anh ấy lại nhắn hỏi sao hôm nay không thấy em đâu ta. Anh ấy còn share bài viết như thế này: tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng, hồn tôi là cả một lời van. Em thực sự rối rắm. Ngay lúc em quyết định để cho anh không gian riêng, thời gian để bản thân em ổn lại thì anh lại nhắn cho em. Em không biết có nên nhắn như những người bạn với anh nữa không. Bản thân em rất muốn quay lại với anh ấy, nhưng em không biết anh ấy có còn yêu em không. Em thực sự không biết làm sao cả. Em mong chị tư vấn giúp em ạ. Em thân mến, người đàn ông này không phải là không còn tình cảm với em, mà bởi vì người ta chán. Người ta chán em bởi vì em không cuốn hút, bởi vì em không có giá trị. Mà trên đời này ai người ta cũng muốn sở hữu một cái thứ có giá trị hết. Em hiểu như này, em là một cô gái có giá trị. Thế nhưng mà em lại mang đi miễn phí, em phân phát miễn phí thì người ta sẽ không thích. Nhưng nếu em định cho mình một cái giá, đúng không? À, mình ở trên cao, người đàn ông phải trân trọng mình, phải khao khát có được mình, phải tự hào khi có mình, người ta mới có được mình. Thì người đàn ông sẽ biết trân trọng, bởi vì à, mình không phải dễ dàng mà có được cô gái, cô ấy là một người có tiêu chuẩn. Và bây giờ em đang rất bị lụy. Anh thể hiện cho anh ấy em luôn ở đó, em luôn cần anh ấy. Anh ấy phân phát cho em một tí tình cảm rơi vãi thôi, em cũng hạnh phúc với cái điều đấy rồi. Và đó là lý do mà người đàn ông hạ thấp em nhá. Cho nên là bây giờ em phải dừng lại ngay tất cả những hành vi đó, không làm bạn nữa nhá. Thời gian này em không liên hệ với anh ấy nữa. Cái thứ hai là lần tới khi anh ấy liên hệ với em, đừng có trả lời nữa nhá. Để rồi anh ấy cuống lên, rồi cái tin thứ hai anh ấy nói với em, nhắn này nhắn kia, rồi em mới nói rằng anh ạ, chúng ta mới chia tay nhau và em cần thời gian để phục hồi lại cái mối quan hệ này, nên tạm thời bây giờ chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa nhé. Lúc nào em sẵn sàng để làm bạn với anh, em sẽ liên hệ lại. Đó, câu này câu mới cho anh ta thấy rằng em giá trị.
anh ta bắt đầu anh thấy mất em rồi. Rồi sau đó suốt quãng thời gian đấy em im lặng, cho đến khi anh ta phải chiến đấu, anh ta phải nỗ lực, anh ta khao khát, chính anh ta là người đòi được quay lại với em thì em mới được đồng ý nhá. Hoặc là lúc đấy đồng ý hay không là quyền của em, chứ bây giờ mà em làm này quá kém cuốn hút. Chị khuyến khích các bạn tham gia một khóa học có tên là khiến người hết lạnh nhạt vô tâm. Các bạn phải biết những cái quy luật chuyên sâu, những cái kiến thức chuyên sâu để các bạn biết được rằng à tại sao mình phải làm như thế, tại sao mình phải từng bước để cho cái người đó sợ mất mình, tiếc nuối mình mà dù muốn khao khát được quay lại với mình, chứ không phải là như cái cách mà bây giờ em đang làm. Em luôn ở đó, luôn thể hiện rằng mình cần, vừa thấy cái tin nhắn của người ta là vồ lấy luôn rồi, rồi nhiệt tình. Người ta không thấy mình giá trị em ạ. Nhá, mặc dù thà rằng như này, mình để cho mối tình này có một khoảng lặng đi, không liên hệ với nhau đi. Nhưng đến lúc mà người ta khao khát có mình, người ta liên hệ với mình thì người ta cảm xúc tràn đầy. Còn hơn là ngày nào cũng nhắn tin nhưng nhạt, chẳng đâu đến đâu. Tình bạn không ra tình bạn, tình yêu không ra tình yêu. Đừng thảm hại như thế em ơi. Hẹn em đi, chia tay với em rồi hẹn em đi cà phê vẫn đi được á? Hẹn em đi xem phim vẫn đi được không? Mình không thèm. Đúng không? Có giá trị lên em. Một người đàn ông được em yêu, đúng không? Được em có cảm xúc chân thành, trọn vẹn, rồi là đặc biệt mới có quyền được đi xem phim cùng em. Bây giờ chứ không phải là à anh ta còn thương hại mình, xong rồi tại những bộ phim mình hứa với nhau mình chưa xem nên bây giờ anh hứa sẽ đi cùng em. Không thèm. Em ạ, có giá trị của mình lên. Tốt lại giá trị của bản thân đi. Vì nếu em không trân trọng em, không đưa ra những tiêu chuẩn của mình thì sẽ chẳng ai trân trọng em hết. Em ạ, người đàn ông này sở dĩ tụt cảm hứng với em bởi vì em không biết trân trọng mình. Còn về bản chất anh ấy không phải là người xấu. Em ạ, đó, anh ấy biết quan tâm, biết yêu thương. Và ngoài cái khóa học khiến người hết lạnh nhạt vô tâm, em còn nên tham gia một khóa học nữa có tên là trở thành người không thể thay thế cho cuộc sống của người ấy. Để sau này quay lại với nhau còn biết cách vun vén tình yêu, để cho người ta phụ thuộc vào mình, người ta không rời xa mình được. Chứ không phải là bị động như thế này. Em cứ yêu một cách bản năng này, không hề trang bị cho mình những kiến thức như thế này á, thì em có yêu một anh hay yêu 10 anh em vẫn cứ đau khổ. Em không biết được rằng đàn ông họ thực sự cần cái gì, cái gì kích hoạt cảm xúc của họ, cái gì khiến họ nghĩ rằng mình giá trị, đúng không? Mà em cứ vứt bỏ hết tất cả các tiêu chuẩn của mình, thảm hại bị lụy ở đây. Không, không có người đàn ông nào yêu say đắm một cô gái bị lụy hết. Em ạ, người ta yêu say đắm một cô gái có giá trị. Ở trên cao người ta phải chiến đấu, người ta phải khổ sở, người ta phải nỗ lực, người ta mới có được. Đấy mới là cái cách kích hoạt cảm xúc cho người đàn ông. Em ạ, hay cô gái kiểu đấy mới khiến cho đàn ông si mê nhá. Và để làm được điều này, đừng quên tham gia khóa học khiến người hết lạnh nhạt vô tâm, cũng như khóa học trở thành người không thể thay thế trong cuộc sống của người ấy. Khóa học này có những bạn mà đang gặp phải tình huống này nên tham gia, mà những bạn chưa gặp phải tình huống này cũng nên tham gia, bởi vì trong cuộc sống của các bạn sẽ có những lúc các bạn phải dùng đến những kiến thức này, đúng không? Thì mình trang bị sẵn kiến thức rồi, đến lúc mình cần là mình dùng được luôn. Mình biết mình phải làm gì. Chứ bây giờ mình không trang bị, xong đến lúc lại để ra mọi thứ tanh bành rồi, xong rồi lúc đấy mình mới đi tìm kiến thức thì lúc đấy là nó sẽ muộn, đúng không nào? Nhá. Cho nên là chị hy vọng rằng em sẽ phải ứng xử đúng đắn này. Hãy ứng xử là một cô gái có giá trị, có tiêu chuẩn, không bị lụy thảm hại như thế. Em cũng là một cô gái tự trọng. Để mà gì? Để người đàn ông nếu muốn được ở cạnh em, họ cũng phải thế nào chứ? Họ cũng phải nghiêm túc nhá, đúng không? Còn bây giờ không làm bạn theo kiểu đấy nữa nhá. Nếu họ muốn làm bạn, em hãy dứt khoát đi. Ít nhất khi em dứt khoát rằng bây giờ em cần thời gian để bình tâm lại, để cân bằng lại, lúc nào em thoải mái để làm bạn em sẽ liên hệ lại. Nói như thế để lịch sự thôi. Chứ nếu anh ấy không đòi quay lại thì sẽ không có chuyện em quay lại và em nói chuyện như bạn bè đâu nhá. Đấy, mình phải ứng xử một cách đúng đắn như thế, giá trị như thế thì nó mới kích hoạt được cảm xúc của đàn ông. Cho nên là nhớ nhá, đừng ứng xử như thế nữa. Bây giờ dừng ngay đi. Mặc dù có thể về nhà em có đau đớn, có khổ sở, khóc lóc như nào, đấy là việc của mình nhá. Mình đối mặt với khoảng thời gian đấy, nhưng đi ra ngoài hoặc trước mặt người ta, hoặc là nhắn tin cho người ta thì em phải thể hiện cái sự mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh của mình và có tiêu chuẩn của mình, không được phép bị lụy như trước nữa. Nếu em muốn có hạnh phúc và nếu em muốn đàn ông tôn trọng em thì đừng có ứng xử như thế nữa. Để tham gia cái khóa học của mình vừa chỉ với các bạn ở trên thì đừng quên là lên Google gõ toannguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, ở dưới có những khóa học đấy, các bạn hãy nhấn vào đăng ký nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là
có hai cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toanguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhá. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc các bạn lên Facebook, các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có hai hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi. Thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng, là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để dựng cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toanguyenhanhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trang mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé.